Xin chào mọi người, video này mình sẽ nói về cách nhập kho đơn hàng hủy trên BigSeller nhé. Bạn có thể nhanh chóng nhập số lượng tồn kho cho hàng hóa bị hủy để có thể bán tiếp. Vào module đơn hàng, xử lý đơn hàng, hủy đơn hàng, đã hủy, điều kiện lọc, đã xử lý hay chưa, lọc ra, chưa xử lý, tích chọn đơn hàng cần nhập kho, nhấn nhập kho đơn hàng hủy, có thể nhập thông tin ghi chú, nhấn xác nhận. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, xin vui lòng bấm vào đây để liên hệ với dịch vụ khách hàng nhé.